police car. Xe cảnh sát. Đây là xe cảnh sát của Vương quốc Anh, phương tiện giúp cảnh sát tuần tra, truy đuổi tội phạm hay tham gia mở đường dẫn đoàn. Police riot van. Xe cảnh sát chống bạo động. Xe cảnh sát chống bạo động được sử dụng để chuyên chở lượng lớn cảnh sát đi trấn áp bạo loạn, biểu tình. Police helicopter. Trực thăng cảnh sát. Trực thăng cảnh sát là phương tiện giúp cảnh sát Anh tuần tra, truy đuổi tội phạm và giám sát từ trên không trung. Police motorcycle. Xe máy cảnh sát. Xe máy cảnh sát là những chiếc xe có phân khối lớn, cơ động cao, giúp mở đường dẫn đoàn hay tuần tra truy đuổi tội phạm. Ambulance helicopter. Trực thăng cấp cứu. Trực thăng cấp cứu là phương tiện bay giúp các bác sĩ nhanh chóng tiếp cận và sơ cứu nạn nhân. Ambulance car. Xe chở bác sĩ cấp cứu. Xe chở bác sĩ cấp cứu là phương tiện chuyên chở bác sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và sơ cứu nạn nhân. Ambulance van. Xe van cứu thương. Xe van cứu thương được thiết kế giường bệnh cùng trang thiết bị y tế trên xe, giúp sơ cứu bệnh nhân ngay khi di chuyển. Ambulance motorcycle. Xe máy cứu thương. Xe máy cứu thương được trang bị thiết bị y tế đơn giản giúp bác sĩ nhanh chóng sơ cứu nạn nhân. Fire department. Xe chỉ huy chữa cháy. Xe chỉ huy chữa cháy thường được sử dụng để chở nhân viên cứu hỏa và là nơi chỉ huy cấp cứu chữa cháy dập lửa. Fire engine. Xe phun nước cứu hỏa. Xe phun nước cứu hỏa chở theo nước cùng nhiều thiết bị giúp các nhân viên cứu hỏa dập lửa nhanh chóng. Airport crash tender. Xe cứu hỏa sân bay. Xe cứu hỏa sân bay được thiết kế riêng để phục vụ nhu cầu cứu hỏa máy bay. Xe chỉ chạy trong sân bay. Ladder truck. Xe thang cứu hộ. Xe thang cứu hộ được trang bị thang dài để nhanh chóng tiếp cận và đưa người, tài sản thoát khỏi nơi nguy hiểm. School bus. Xe buýt trường học. Xe buýt trường học này của nước Anh, phương tiện giúp đưa đón học sinh, sinh viên từ nhà tới trường và ngược lại. Airplane. Máy bay dân dụng. Máy bay dân dụng này của hãng British Airways, phương tiện này cần đường bay và nhà ga để phục vụ hành khách.
Articulated bus. Xe buýt khớp nối. Xe buýt khớp nối được nối với nhau, giúp xe chở được nhiều hành khách và len lỏi trên các con phố chật hẹp. Bullet train. Tàu cao tốc. Tàu cao tốc này của London giúp kết nối thủ đô London và các vùng lân cận với tốc độ nhanh chóng. Subway train. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chạy ngầm trong thành phố London, nước Anh, giúp kết nối giao thông trong thành phố được nhanh chóng. Double decker bus. Xe buýt 2 tầng. Xe buýt 2 tầng với màu đỏ đặc trưng của London, phương tiện này có thể chở tới hơn 40 hành khách cùng một lúc. Tramway. Tàu điện mặt đất. Tàu điện mặt đất cần đường ray để hoạt động. Phương tiện này giúp kết nối giao thông trong thành phố London. Open top bus. Xe buýt mui trần. Xe buýt mui trần được thiết kế với tầng 2 để trần, giúp du khách thưởng ngoạn và ngắm cảnh thành phố London. Single decker bus. Xe buýt một tầng. Xe buýt một tầng là phương tiện kết nối các điểm đón trả dọc theo tuyến cố định trong thành phố London. Passenger train. Tàu chở khách. Tàu chở khách cần đường ray và nhà ga để đón trả hành khách. Tàu chở khách giúp kết nối thành phố London và các vùng xung quanh.